thấy chưa? Đi ép đầu. Ui thìa 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 thìa. Má chúng mày chăn nhau chi vậy? Rồi luôn móm luôn móm luôn. Lấy đi. Còn gì lấy nốt đi. Xin cái con Ari coi. Trời, ông Sen đai máu cũng được. Sen đai máu cũng được. Đai máu khá là ok. Đai máu làm được nhiều thứ lắm nha các bạn nha. Đai máu có hai cái món rất là bá đạo. Ba món luôn. Quỷ thư bá. Hai là cái dây chuyền trục tội cũng bá. Thứ ba đó là cái đưa cái BF vào ghép lại hình cái lá cờ ấy. Cái lá cờ Zeke á cũng bá. Và nếu bạn theo xạ thủ, đây là cái lá cờ Zeke này. Đang tốc đánh cho toàn team là đó. Còn nếu bạn theo xạ thủ thì nó là ghép được cái giáp lửa và cái điều đạn mạng xạ cũng bá. Đai máu ghép ghép được rất nhiều cái nha. Nani? Nani? Rồi, để xem cái bài này là bài gì. Chúng ta còn cắt Sardin level 2 rồi. Wow. Không có đồ. Có một cái BF. Để coi ván này tôi có lật mặt được không. Á đủ. Đi đầu ván này lại cắt Sardin level 3. Hơi vô lý. Hóa hình hư không hóa hình hư không không ngon bạn. Để xem lại vài con cát lúc đầu làm được gì đâu. Chưa làm được gì đâu. Đồ đẹp trá đâu vào đâu. Không đúng một món. Đấy được cái gậy nữa. Khóc mãi nó mới đàn. Đây chúng ta có quỷ thư rồi này. Từ từ. Quỷ thư chưa con nào trong này xài được hết. Đấy. Bắt đầu đấy. Bắt đầu hiện tượng bán máu rồi đấy. Hai con lùn này. Một con quý sợ tộc này. Nhưng mà đội hình là hai con quý sợ tộc này. Mà thôi. Chả có gì. Ném con này ra. Ném con Kha'Zix ra. Cào mấy cái chơi thôi. À ném Lulu ra đứng sau này. Đấy vậy đi. Chơi sát thủ đi á. Bài ra gì chơi đấy. Bài nó đã ra đâu. Ôi ông này cũng có vô cực rồi còn cung nữa kìa. Ơi chứ gì có vô cực là trời bắn thấy má luôn trời ơi. Trời ơi nó rip trời ơi. Trời ơi Lucian ôi ôi nó rip kìa. Rip 100% kìa. Ôi bắn thấy má luôn ạ. Nó ba con level 1 mình có level 2 rồi mà nó có vô cực nó bắn thấy má luôn. Kinh vãi đái. Ê, chúng ta lại có hai con chó. Hai con chó. Đây, tình hình là lại hoang dã. Vất hai con này về, vất hai con này ra. Đây. Vô cực là hai cái thanh BF nè bạn. Hai cái BF ghép lại thành cái vô cực. Khỏe kinh khủng. Ui dao điện. Ông này cũng bốn món luôn. Toàn. Bắn vẫn toàn rồi. Lại toàn rồi. Đây chúng ta có qua bước 2. Bỏ con lùn này đi. Con lùn này nó không liên quan đâu.
cho đại con này vào đi. Được bao nhiêu thì được. Ê từ từ, bây giờ mình muốn kiếm than BS, mình lấy cái vô cực được không? Khoan coi, nếu mình lấy cái thìa mình lại biến một con thành pháp sư à? Biến con na chơi pháp sư nữa à? Pháp sư hoài ta, nay pháp sư hơi nhiều rồi, bỏ đi. Biến con thành sát thủ được không? Cái này tí cho chó ghét, bí thư cho chó ghét. Bây giờ mình biến một con thành sát thủ được. Đây ông này cũng có thìa nè, ông đang bán máu đây. Ông này ông đang tính bán máu. Bán máu ra này để ông lấy, ông lấy cái thìa nữa, ông úp chết. Tôi sẽ ngăn chặn âm mưu của ông, không cho ông lấy thìa. Mình không được lấy thìa đâu. Tôi thua rồi. Yes, đi xuống, xuống, xuống. Ok. Ôi thìa găng lăn luôn kìa, trời ơi. Sao xui vậy, không có thanh BS nào, chắc mình phải lấy cái cung rồi. Trời ơi, cung cùi bắp quá, cung có một đồng à. Đành phải lấy thôi, lấy Morgana đi. Biết là có cái cung nhưng mà lấy Morgana đi. Chúng ta lấy Morgana, chúng ta lại phải theo phép rồi. Cuộc đời nó đẩy đưa rồi các bạn ạ, không ai muốn. Nhưng mà cuộc đời nó đẩy đưa rồi, phải lấy thôi. Cuộc đời đẩy đưa vào Morgana rồi. À chúng ta có Ari nè. Rồi đàn là bung bung lơi mấy sự nghiệp Khazik. Bây giờ chúng ta có 3 con phép rồi này. Đây phép này, chúng ta có thể cho con này cái bị thư nhưng mà không ngon. Bây giờ mình muốn cho nó cái giáp, lấy Solari hơn. Hoặc là mình lấy cái thìa mình vứt cho nó rớt cái đồ ra. Nó rớt cái đồ thành pháp sư ra. Bắn máu hơi sâu này, ông này nè. Bắn máu sâu quá. Ông lấy cái thìa găng lăn của mình đấy. Lại Warwick nè. Con này nó cũng là hoang dã nên mình không cần. Không cần đến nó lắm. Đồ này cũng không phải là đồ của nó nên mình không lấy. Hơi khoai các bạn. Cái ghép đồ sớm quá. Con quỷ thư không ngon vì nó ulti không được rộng, không được nhiều con đâu. Nó ulti ở một giới hạn nào đó thôi, không được nhiều con lắm. Con Lulu này à. Em này chắc có để mình không xài con cát đâu. Em này chắc có lẽ mình sẽ không xài cát. Thìa nha. Ước gì cho cái thìa. Cho cái thìa là sướng lắm luôn đấy. Ồ này, cái này là nó bắt rồi các bạn. Nó bắt mình theo pháp sư rồi. Toàn là nón mũ. Đây giáp, đây giáp, đây giáp, đây.
Bây giờ mình có Solari là khá là ngon này. Iron Solari. Bán gấu. Gấu chỉ để đép hồi nãy thôi. Bây giờ ta lại bán Iron Solari. Rồi đó. Bây giờ cho nó đai máu. Để tí nữa mình đưa cho nó một nước mắt, nó sẽ lên được cái giọt nước mắt với cái đai máu này, là tí nó có chết đi chăng nữa thì nó cũng hồi máu cho đồng đội. Ôi ông này nhiều đồ thế. Ôi gần 3 món, còn 2 món ở trong nữa kìa trời ơi. Nó tính đưa thằng này cái cung nữa này các bạn này. Nó tính đưa thằng này cái cung nữa. Đồ nhiều quá. Lại qua quýt cả. Có chơi game thế nhỉ? Chơi game các bạn này nhân phẩm cao quá. Nghĩ Savanna thằng bay buffet cũng được. Cũng được chứ phải gọi là phê. Tại vì con Savannah nó lên mana hơi chậm, biến nó thành mana cũng được. Ok, phá đầu nó lại. Chết luôn đi, ok. Có Venga này. Ui có Akali này. Akali theo đâu có được. Không ngon, có Venga thì được. Venga là lùn, tí mình xài thêm cái men. Hoặc là con Gna. Xài Gna. Gna là được lùn luôn. Xài qua lùn đi. Bốn con hoang dã, trong đó có một con pháp sư. Vậy thì mình sẽ chơi 6 con hoang dã, 4 con hoang dã, 6 con pháp sư được không? Được. 4 hoang dã, 6 pháp sư được mà. Yeah. 4 hoang dã, 6 pháp sư, bây giờ mình chỉ cần cái thìa thôi. Đấy, 64 máu, ok. Bây giờ mình sẽ cố lấy thìa. Bốn hoàng giả phải 6 pháp sư là mình chỉ cần lấy thìa là đủ rồi. Vâng, và bây giờ nó đéo có thìa thì các quý vị và các bạn. Bây giờ xin trân trọng thông báo là nó đéo có thìa. Bố mày phải lấy bờ rên. Chúng ta lại phải theo cái kiểu để tao lấy bờ rên rồi. Lấy cho gát à. Chắc mình phải lấy con chó gác để mình kiếm tan rồi. Khó quá nhỉ. À, tới nào mình lại đếm có thìa các bạn ạ. Số rồi, cái số đen rồi. Bữa giờ sao không thấy like Bảy Châu. Bạn nói chuyện khó trả lời quá. Bạn nói chuyện đúng khó trả lời luôn đấy.
Ba con phép thôi hả? Nếu mà ba con phép thì mình phải bỏ Morgana. Ba con phép của mình nó chỉ là được là Lulu, Ari và rồng thôi. Ba phép. Hợp lý là ba phép. À quên, sao mình không up chết lên ta? Ok đi. Bây giờ cứ auto up chết các bạn ạ. Bán máu up chết. Nốt rau này đi. Đồ này lát mình sẽ cho con Kenen. Con Kenen cầm đồ này là bao hợp lý. Ô mình thắng ấy hả? Ô vô lý vờ lờ. À đồ. À Lulu Kenen. Ba phép thôi các bạn ạ. Ba phép ba lùn. Bốn hoàng giả hay hơn. Mình nghĩ là vậy. Đây, Ari. À tụi chết. À, bây giờ mình sẽ thấy chó này. Không ra thì luôn các bạn, tuyệt đối quyết tâm đéo ra thì. Khó quá, khó quá. Khó quá được chưa ạ? Khó quá. Sao là để 50 vàng? Các bạn để 50 vàng thì các bạn sẽ có lợi tức. Cứ một ô này các bạn được một vàng. Thế thằng này thì 2 ô là 20 vàng này. Rồi bây giờ mình roll Blue 2. Ui, 2 con Morgana rồi kìa. Nhưng mà mình không có mua được. Quên. À. Bây giờ thiếu con Na nữa là được 3 lùn. Cho Na vào thay con này là được 3 lùn. Úp chết lên cho con rồng vào đây là đủ. Nếu các bạn không có thìa thì các bạn phải làm như vậy. Còn nếu có thìa thì các bạn biến con người Nam thành phép luôn, khỏi xài con rồng. Thế nên hai, ủa hai con Ari, một con Ali. Wow, nghe các bạn kinh kinh rồi đấy. Cái nên hai là khỏe nè. Bị kiếm Na thôi là đủ rồi nè. Na thôi là ngon. Đồ mình còn chưa thèm ghép nữa nè. Tính ra mình có hai cái quỷ thư rồi đấy. Nhưng mà thôi, mình đang trừ cái gậy. Mình trừ cái gậy để mình ghép.
Đứng lên. Đứng lên. Ok. Tao mặn VL này, gáy sớm ăn lìn. Lại nếu lấy được thìa chắc ăn rồi, còn này nó lấy hết. Tới cái nào mình không lấy được thìa nào, thìa nắm đầu luôn. Thìa bá cái thìa. Chả lẽ bố đéo tin bố mà không lấy được thìa đấy. Chứ mà ngon chứ mà lấy đi. Lấy đi. Có người na nữa kìa. Lấy đi, đừng ngại ngùng. Và cứ lấy hết thìa đi, đừng có sợ cái gì. Đấy, tao lấy thìa đấy, do là vì tao thìa nào cũng 2 đồng thôi. Cắt thớt thế là nhìn cũng khoai thật đấy chứ. Lấy con cắt thớt thì cũng ngon lắm, nhưng mà mình cần thìa hơn. Đấy, có thìa rồi. Có thìa rồi. Bây giờ kiếm con Gna gấp, cho Gna lên. Cho Gna thành cho Gna biến thành phù thủy gấp. Đây này đấy. Na đâu? Na ra đây đi nè. Đây Gna đấy, Gna đây. Ai gọi Gna đó, con mặt chó Gna đây. Cho mày cái điều đại mãng xà luôn. Ok. Ok. Đó, mình đang có 3 lùn, hiệu ứng của mình rất là nhiều. 4 hoang dã, 3 con lùn, 3 con phù thủy, 2 con đấu sĩ, 1 con nhẫn giả. Bây giờ mình kiếm thêm một con gì đó hóa hình sư như con sờ quên như nữa là mình sẽ được cả hóa hình nữa. 8 tỷ cái hiệu ứng. Phải gọi là 8 tỷ cái hiệu ứng các bạn ạ. Đợi con hóa hình sư nữa. Bây giờ mình cần nước mắt. Mình đang cần cái nước mắt. Có gì mình cho con Ari cái nước mắt. Nước mắt với lại BF, con Ari gánh nạp phục. Xong cho Kenen Yumi, Kenen nó lên mana nhanh sẵn rồi, cho Kenen làm gì? Con Kenen là một con lên mana nhanh sẵn rồi, các bạn hiểu chưa? Nó lên mana nhanh sẵn thì trong trứng nó là nhanh ra rồi. Cho gác 2. Ui dồi ôi, bây giờ mà tôi thiệt chứ, chả lẽ tôi chơi thêm nguyên tố á. Lên chết 9 là đem thêm nguyên tố, hóa hình các kiểu ra. Thôi, chơi vậy ác lắm, đéo chơi. Chơi vậy ai đụng? Ui, Lulu quan trọng đéo gì nhỉ? Thôi mà cứ để đi. 2 đồng cũng quan trọng gì. Cứ để, biết đeo lên là Lulu 3. Từ từ. À, thằng này nguyên tố rồi. Nguyên tố với lại mà Demon đốt mana này. Nhưng nếu đốt mana con chó gác là coi chừng đấy nha. Ai da, tưng lên rồi. Hết về. Chết rồi. Chưa chết à? Úi nè. Để phát nữa xem nào, con nào. Con rồng là mình không xài, con rồng là mình đi một mình yếu lắm. Bây giờ mình xài sẽ quên thôi. Để hóa lại xài rồng tầm này. Bẹp, trời ơi. Cái này người ta gọi là cái wow combo đấy các bạn. Cái này người ta gọi là wow. Cần thiết cho Kenen kiếm súng luôn bây giờ đấy. Đừng đùa. Không, nhiều khi cho Ari kiếm súng hay hơn đấy nhở. Ari gắn đam phụ cho. À, bây giờ mình roll lên kiếm Gna 2 với Ari 3 ấy. Ui, Lulu này. Đó, biết đâu được nó lên 3 mà. Na ơi. Na à, ra đây cho kẹo này Na. Ui chó. Oh my god. Nhiều khi tí mình bỏ Lulu đi được đấy. Mua đi, biết đâu lên 2 mình bỏ Lulu đi được ấy. Bỏ luôn cũng không. Bỏ luôn cũng không không fail lắm đâu. Bỏ luôn cũng được.
con na hai là mình sẽ đưa lên trước đứng, con na hai là mình sẽ đưa lên trước đứng kế bên cái con Kenan đó, cho con na hai đứng ở ngay chỗ Kenan, con Kenan xích qua đây đó. Sau là nó sẽ có một cái mà gọi là wow combo giữa Gna và Kenan, đó là Gna bay lên hết về Kenan giữ ulti đó, là một wow combo. Anh em hiểu không? Hiểu không? Các bạn hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Cả thớt cuốn đéo, tao không chơi à, Lulu của tao gần 3 rồi, cuốn tôi chơi con khác. Sao nãy mình không chơi Miss Fortune ta? Hình như có Miss Fortune mình bỏ lỡ đúng không? Dở vậy. Thôi chắc mình lên chết đi nhờ. Lên chết mẹ đi, rôn rôn cái này không hợp lý lắm. Nè, ấy da, má tí nữa là Gna cho anh wow combo rồi. Bọn Lin này, rồi Gna bị đóng băng tới chết luôn. Rồi chết que luôn, gáy anh Lin. Cái thằng này nó xếp bên này nó điếm quá. Thằng này nó xếp bên này nó điếm quá. Ừ mày gáy đi, bố mày xếp qua bên này là mày chết. Chẳng qua là anh vừa lặn lội chặng đường dài, các chú có thời gian bắn rồi và đớt nón nè. Đại bác ha, ồ vay ba đồ ha, đợi tí. Con này. Na lên nào. Đấy, ngoan, Ari lên luôn nè. Bật hát lên nè. Hát thịt rồi. Rồi Na lên rồi. Đấy, đứng solo luôn. Đấy, vậy đi. Làm quả wow combo coi. Ôi bây giờ còn nhiều thằng quá. Hai thằng sắp bên này. Hai thằng sắp bên này. Sắp bên nào cũng mệt. Không lẽ tôi chơi hai cái Solari trời. Nghe có vẻ hơi phi lý. Này wow combo này. Hết về. Trời ơi, Kenan chưa lên được mana để ulti nữa. Ôi mẹ hết mana này. Mấy thằng chó bên mana khốn nạn thật chứ. Chơi mà chơi Demon. Ai dạy vậy? Ơi, ơ. Cái đầu xanh nó. Nó chơi mẹ bóng truyền kìa. Sở quen có nón nha. Sở quen có nón đó, đừng có đùa. Sở quen là sở quen có nón phù thủy đấy. Kẹp thêm ba phù thủy nữa. Được, ốp chén, ném sở quen vô nữa. Đó, sáng nha mày. Sở quen nè. Rồi rốt. Nhảy đi. Đó, tôi thấy nó bị bơm mana ngay góc này, tôi cho cháu ghét góc này. Ari này. Cà thớt kìa. Ari 3, mua cà thớt luôn, xong bán. Ôi đi mẹ, cháu 3 này mà sao ra cháu nữa vậy. Đấy, 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 mày bơm mana nó đi. Mày ngon, mày bơm mana nó đi, wow combo. Wow combo, đấy, 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 đấy. Người ta gọi là wow combo đấy, hiểu không? Wow combo giữa Gna và Swain đó, rồi bay đi, bay, bay, bay. Đi, 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 đi. Thì em cứ đi đi, hay cứ xa anh và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Mua cà thớt là cà thớt 2 đấy, nãy giờ mua cà thớt là 2 rồi đấy. Ừ thì em cút luôn đi. Ui 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 ui. Oh. Con này là Lin này không có hy vọng. Ui 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 chỗ ui cả thất nhiều thế. Tiếc thật đi. Ê chết mẹ rồi, nó phantom vô mồm rồi. Rồi anh băng luôn. Ồ rồi rồi vãi Lin. Ừ cái nem dịch kịp rồi rồi. Ờ à, rồi ờ ờ ờ bốn ulti luôn rồi, sờ qua thì bắn chết luôn rồi, gãy luôn. Rồi ăn liền luôn, rồi chết luôn, rồi thua luôn. Đấy, chúng ta phải nói thua nó mới tăng. Bé nói ngược. Chú Kenan
Nó chơi Phantom nghe mồm gần nè, điếp vãi. Tưng lên nè, giật xét nè, đập vào một đéo có đồ nè, ghê chứ nè, nào. Khó khăn thế nhỉ? Nãy giờ mình gặp thằng này không? Bây giờ mình xếp mình chơi thằng này đi. Trời ơi, lại gặp thằng này. Không sao, không có đam cho con Senju Ani của nó. Senju Ani của nó không ấy được đâu. Đấy, nó Phantom con Ari của mình, không liên quan này. Đó, con Senju Ani không ăn đam này. Không ulti được trước này. Đó, wow combo này, thấy chưa? Mày ăn wow combo của tao là mày chết. Trời ơi, wow combo đẹp như mơ vậy. Như mới, combo với Garena. Vâng, một cú combo tuyệt đẹp từ vị trí của Garena. Và Kennen phối hợp quá nhịp nhàng, kẻ tung người hứng. Vâng, rất là đẹp mắt thưa quý vị và các bạn. Một pha mà đéo thể ngờ tới được, quá đẹp. Một tràng pháo tay cho Garena. Lulu, một con Lulu nữa. Chúng ta còn nhiều round đấu đấy, thằng này còn trâu lắm, chúng ta khóa lại đi. Ta gọi là wow combo đấy. Lại Phantom. Rồi Garena tiếp. Hất về cái ulti. Trời ơi, lại một pha wow combo đến vị trí của Garena mà. Garena mà mẹ trời ơi, Garena với lại Kennen ơi, rất thốn thưa quý vị và các bạn. Hắn ta đang từ 53 máu xuống còn có 19 máu thưa quý vị và các bạn. Quá kinh, quá kinh. Người ta gọi là wow combo đấy anh em ạ. Cái đấy người ta gọi là highlight đấy. Con này bán được mấy đồng? Kiếm thêm con Lulu nữa nào. Hết game mẹ rồi. Sao xếp đi, xếp, xếp qua bên này. Đó, đang xếp qua bên này. Nó đang xếp dần qua bên này các bạn ạ. Mày xếp không? Chạy đi đâu? Ừ, bên này CC, bên này hết. Tay mày đam bên này chết chưa? Giờ sao? Ờ, cái con búp ulti chết mẹ rồi, đam chết hết rồi. Còn mấy thằng đam ghẻ này đập nó thôi. Đấm nó. Giọng lên, đúng rồi, giọng mạng vào đó. Trốn. Chạy. Ừ, chạy. Bye bye. See you again. Trời ơi. Cái đầu sạn không à. Trời ơi.